Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn ha. Hôm nay mình sẽ cùng khám phá dòng máy đo huyết áp cao cấp của hãng Omron mới nhất 2019 ha. Thì cái dòng này giá cũng khá cao so với những dòng phổ thông. Dòng phổ thông của Omron thì dưới 1 triệu ha. Cái này thì giá bán lẻ là 3.1 triệu. Thì ngoài chức năng đo huyết áp cơ bản, nó còn có chức năng kiểm tra tim đập không đều, cử động khi đo, tim đập loạn nhịp, bộ nhớ cho nhiều người, rồi kết nối điện thoại nữa, có thể vẽ cái đồ thị sức khỏe mình và có thể gửi cái dữ liệu đó qua cho bác sĩ hoặc là người thân mình luôn. Đây, bây giờ mình sẽ thử xem chức năng của nó ha. Trên kênh Sức Khỏe 60 giây thì em có chia sẻ cái cách để lựa chọn máy đo huyết áp cho bà con rồi, tùy theo nhu cầu sử dụng nha, chứ không cần phải máy đo mắc tiền đâu. Máy dưới 1 triệu vẫn có đầy đủ chức năng và đo kết quả cực kỳ chính xác rồi. Còn máy mắc tiền thì nó chỉ thêm chức năng hỗ trợ này nọ cho mình thay. Trên đó thì em có chia sẻ rất là nhiều dòng máy, về máy đo huyết áp, máy đo tiểu đường, máy trợ thính, máy sông mũi họng, rất là nhiều những cái nữa. Bà con mình có thể xem thêm và cách xử lý khi mà huyết áp cao, huyết áp thấp như thế nào. Bên trong hộp mình có phiếu bảo hành. Cái này bảo hành 5 năm ha. Bảo hành 5 năm. Và có hướng dẫn tiếng Anh, tiếng Việt luôn. Nếu mà như gia đình á, thì em nhắc thêm là bà con mình nên mua cái dòng đo ở bắp tay để nó gần tim, độ chính xác cao hơn. Còn dòng cổ tay thì dành cho những người đi công tác, du lịch thôi. Nếu mà gia đình có người lớn tuổi thì mình nên xài loại bắp tay ha. Rồi. Mình sẽ có một cái dòng quấn huyết áp nè, hướng dẫn tiếng Việt theo bên trong nè, một cái máy. Rồi, hết rồi. Mình thử thấy đi ha. Máy còn rất là mới. Bên dưới là hộp pin 4 viên, pin 2A ha. Nếu như bà con mình xài pin á, thì được khoảng từ 1.000 đến 1.500 lần. Pin tốt ha. Pin tầm khoảng 50.000 á, thì mình xài được cả 5 lần. Còn nếu mà như bác sĩ hay xài thì mình sẽ mua một cái cục chuyển đổi điện 6V của hãng Omron. Bà con mình nhớ mua đúng hãng nha. Thì bác sĩ ngồi kéo điện một ngày đo rất là nhiều bệnh nhân thì mình nên mua cái dòng đó. Còn gia đình thì em nghĩ chắc cũng không cần xài, tại nó không phải là cục sạc mà mình phải ngồi kéo điện. Trong khi đó một bộ pin mình có thể xài cả năm, mình ngồi chỗ nào cũng được. Và cái cục sạc thì nó cũng giá tầm khoảng 200.000, tùy theo nhu cầu sử dụng của mỗi người nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho pin vào. Có pin theo máy ha. Đây. Pin theo máy và dòng quấn áp. Trên dòng quấn thì cũng có hướng dẫn sử dụng luôn. Đo bên tay trái nè. Cách cái khuỷu tay mình 1-2 cm quấn ngược nó lên. Rồi, bây giờ mình sẽ cho pin vào ha, 4 viên pin 2A. Mình mua pin, mình nhớ mua pin tốt nha, chứ mua pin rẻ tiền á, mình xài xong mình phải lấy ra. Để quên trong đây vài tháng chạy pin từ máy rất là tiếc. Tại vì cái máy bảo hành 5 năm chứ nó xài lâu hơn rất là nhiều. Nên là sợ nhất là chạy pin, rất là khó xử lý. Rồi, sau khi mình thay pin xong thì mình sẽ cài đặt ngay giờ. Đọc ra nha. Đó, cho đẹp. Rồi, em hướng dẫn cách cài đặt ngay giờ. Rồi, thì trên máy này có nhiều chức năng sau đây. Đo và tắt một nút này. Kiểm tra bộ nhớ là lúc này ha. Trái phải. Rồi, kết nối dữ liệu. Và ở bên đây thì nó có hình số 1 và số 2. Tức là nếu mà mình để đo cho người số 1 và người số 2 thì để đúng vị trí đó thì nó sẽ lưu bộ nhớ ở vị trí đó ha. Mình cài đặt ngày giờ ha, 29 nè. Tăng hoặc giảm nè. Rồi bấm cái nữa thì sẽ nhảy qua số 12 là tháng trước nè. Ví dụ giống như tháng 7 đi. Rồi ngày thì theo cài đặt đúng ngày giờ. Ok. Thì mình sẽ qua giờ nè, tăng giảm nè. Rồi sau khi đo xong, sau khi cài xong mình bấm nút tắt ha. Thì đồng hồ vẫn hoạt động bên trong mà tiết kiệm pin. Dòng này nó khá là dày. Rồi cộng dây quay ra phía ngoài nè. Nếu áo mỏng thì mình để luôn, còn áo dày thì nên bỏ cái áo mỏng dày ra, mình thay bằng cái áo ngắn tay cách khoảng 1-2 cm
quấn ngược cái vòng lên. Cọng dây nằm giữa tay ha. Bây giờ mình sẽ đo và tắt một nút này nha. Không tắt thì 30 giây tự tắt. Thì chế độ tiết kiệm pin bấm vào. Khi đo thì mình không nói chuyện. Và mình đang ở vị trí người số 1 nè. Dòng quấn bắt đầu đo khoảng tầm vòng 1 phút. Bơm lên và xì xuống. Mình đo đúng tư thế nè. Rồi bây giờ mình sẽ không nói chuyện để máy đo ha. Rồi sau khi đo xong thì mình sẽ xem lại kết quả nha. Đầu tiên là mình xem lại bên đây là đang vị trí số 1 của người số 1 và số 2 thì nó sẽ lưu ở vị trí của người số 2. Thì bên đây là huyết áp tâm thu khi tim thu nhỏ lại. Cái này là huyết áp tâm trương khi tim phình to ra. Cái này là nhịp tim bao nhiêu lần đập trên 1 phút ha. Rồi nếu mà như điện thoại iPhone thì mình vào phần mềm để tải về ha. Vào App Store nè, mình đánh chữ Omron. Omron ra ha. Rồi mình sẽ tìm. Thì đây, mình đã cài đặt rồi. Mình bấm vào mở thôi. Còn nếu mà như hãng Android thì cũng vậy thôi. Đây, mình sẽ cài phần mềm y chang như vậy là Connect Omron nè. Rồi bây giờ mình sẽ thử. Mình bắt đầu thì mình sẽ chọn là Việt Nam. Rồi ok nè ha. Máy đang update. Rồi mình chấp nhận nè. Yes ha. Mình sẽ chọn máy đo huyết áp hiệu là 7280T. Này, hiện giờ Omron thì có 3 dòng ha. 7600T và 6232T. Thì em có làm video về 6232T dòng cổ tay cho bà con mình rồi. Bây giờ mình sẽ vào đây. Ok. Thì bây giờ máy sẽ yêu cầu mình bấm giữ 2 giây khi nào hiện lên chữ B. Đó. Rồi, sẽ kết nối nè. Bà con mình thấy ha. Hiện chữ B nè ha. Rồi net rồi mình chọn người số 1 nè trong ô bộ nhớ. Rồi đã cài đặt thành công. Ok. Mình có thể tạo tài khoản ha để lưu lại nhưng mà mình trước mắt mình chưa có xài. Rồi đang chuyển đổi dữ liệu. Rồi sau khi kết nối thành công thì mình sẽ kiểm tra lại ha. Đây 114, 83 là huyết áp và nhịp tim là 82 ha. Cái này do em đo lần 2 nên là huyết áp nó ngồi nghỉ xíu, huyết áp nó xuống một xíu, nhịp tim cũng xuống ha. Thì sau khi mình kiểm tra như vậy á, nó lưu lại, mình có thể kiểm tra thường xuyên thì nó sẽ vẽ cái đồ thị sức khỏe mình lên đây luôn. Đó, mình có thể kiểm tra hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Có bản đồ rất là hiệu quả và mình có thể chia sẻ cái dữ liệu này, mình xuất cái dữ liệu này ra để mình gửi qua email hoặc là cho người thân, bạn bè và bác sĩ, gia đình mình, rất là nhiều cách để gửi. Thì cái chỗ này bà con mình chú ý là nhớ cài đặt ngày giờ cho cái này nha. Nếu mà không cài đặt ngày giờ mình vẫn đo được nhưng mà kết nối thì nó truyền dữ liệu qua không có dữ liệu ha. Bà Sơn vừa chia sẻ với bà con mình cách sử dụng máy đo huyết áp cao cấp của Omron, cái dòng bắp tay và có chức năng kết nối với điện thoại để có thể lưu lại dữ liệu, có thể gửi cho người thân, bạn bè và bác sĩ. Thì cái cách sử dụng máy đo huyết áp nó rất là đơn giản. Bà Sơn đã chia sẻ với bà con mình rất là nhiều trên kênh Sức Khỏe 60 Giây rồi. Thì hôm nay chủ yếu mình tập trung vào cái chức năng cao cấp. Nếu bà con mình có thắc mắc thêm thì bà con mình có thể xem lại ha, cách sử dụng máy đo huyết áp như thế nào, cách lựa máy đo huyết áp như thế nào, cách xử lý huyết áp cao, huyết áp thấp như thế nào và một số dòng máy khác như là máy trợ thính, máy đường huyết rất là nhiều.
máy xông mũi họng. Rồi hôm nay mình sẽ dừng video ở đây. Nếu mà cảm thấy hữu ích thì bà con mình có thể chia sẻ cho gia đình và bạn bè cùng xem nha. Và nhớ đăng ký kênh để xem những video mới nhất. Nếu bà con có thắc mắc thì để bên dưới là bình luận, Hoàng Sơn có thể sẽ làm thêm những video để chia sẻ cùng bà con. Tạm biệt và hẹn gặp lại.